Xin chào các bạn, tiếp tục với Marvel Champions. Thì chúng ta sẽ đấu tiếp chapter 1 của Action 2 bảng 4. Vẫn là team sẵn quá. Đang hot team nữa mọi người. Đang hot team đấy. Tôm này, voi đi. Ok, skip. Ôi, đợt này nó có 3 đường luôn. Trăm hai mươi ba bốn mươi bảy trăm nhát luôn, nhưng mà đã gặp mình thì đã bị tụt xuống 380 rồi. Đấy chính là Gemini. Gemini đã đạt được 3 sao bạc khá là nguy hiểm. Đấu với này Vision 4 sao đồng. Chiến thắng một cách dễ dàng, mất 4% máu. Đấu với Iron Man, Iron Man 3 sao bạc. Iron Man đấu với Vui Đi. Bá đạo luôn. 445 điểm chỉ số mạnh. Đợt này toàn gặp tướng chỉ số cao. Odin, Gobin đấu với lại Vô Đê. 97% vừa đấy cái đánh với Iron Man đã mất 300 máu. Kết thúc của wow. Đây luôn là chúng mình có sức sát thương rất lớn, mình cũng rất nhanh nhạy, thật đào comic god rider ngoài kinh sợ thật. Rider lên phiên bản mới 3 sao bạc. Team của Canakip lên bạc. Canakip lên bạc thì nó rất là khác biệt. Team rất bá đạo. À không phải, đây là Stam Network 4 sao đồng. Nhưng mà cái giá của em rất mạnh. Tiếp tục đấu với lại Master 3 sao bạc, lần này toàn đấu với lại tướng sao bạc thôi. Storm, đấu với Storm. Storm ngồi 300 máu. Chết luôn. À, khủng. Tôm đánh quá khủng khiếp. Trước khi xà vào người của chị ấy đã toàn có toàn. Chưa đến quá. Lại gặp Rip Gobin này. 3 sao bạc. Canakis
học dòng đá chứ không. Ôi, chỉ số 671 luôn. Dã man. Đầu đâu sợ anh. Ô lích. Ô lích. Ủa. Hồi máu à? À, khi hồi máu à? Hồi máu à? Nói chung là cũng gây trở ngại cho tôm không đáng kể. Mất 14% máu. Thế là cùng rồi. Vừa nãy là mình đã đánh cùng rồi. Mình qua được một lượt rồi. Giờ đến lượt 2. 45%. Vẫn là team này. Chúng ta đi nốt đường giữa. Super school. Cánh tay cơ bắp. Đưa hàm trước. Rồi. Trận này đã 3 đường rồi. 3 đường mới có kết thúc được cái chat này. Lại Apollo Vision gặp Vision. Mãi Vision mới ra đấu. Ai quá nhỉ? Đẳng cấp quá nhỉ? Tiếp tục nào. Bắt đầu quá rồi. Cái đường giữa này mình đoán là sẽ ngắn hơn Winter Slider. Nó sẽ ngắn hơn là đường trên và đường dưới. Tại vì là 100% là chia thứ 3 thì sẽ có 2 cái 35 và 1 2 cái 35 và 1 cái 30. Được, vào đây. Cám trưởng lại càng. Phải như là đại ca Phai Khôn này mình có skin là chứa kim lửa từ mắt rồi. Tôm còn có 89% máu rồi. Hey, oh. Việc ngay không thể đấy.
quá nhiều máu rồi. Quấn con 62 Colossus hoặc Vision gấp nhau 3 lần thì tiếp sức mạnh. Vision giải quan là không. Wow. Đánh Vision ra bã đấy nhưng mà không thua. Máu của anh quá trâu nên rất kỳ. Vôi đây trận này chưa xuất quân. Chắc chắn quá rồi. Biết ngay mà vôi đây chưa xuất quân rồi. Trận này gặp chiến binh mới nha. Anh chàng không cũng không ai u là một trăm máu chết tung điện ô ô ô ô nó sai tâm rồi tự chết rồi đánh vô đê thì lại nhớ rồi mất có 200 máu anh đã không mất 100 máu luôn chẳng qua là sơ xuất để chặn hoàn. Ok, gặp bot rồi. 3 sao bạc Solid cũng gặp bot. Và lần này lại gặp Void D chứ không gặp Storm như trận vừa nãy. Ui tốt đấy. Tránh tốt đấy. Ra bã luôn. Ra bã luôn. Ngồi về đánh rất rắc. Đánh rác luôn. Ok. Sau 7% rồi. Còn 33% nữa không. Sau 7% tiếp tục luôn. Ta đảo phần 40 chapter 2. Ta sao bạc Light Panther đấu với Storm. Sấm sét bão tố. Cô nàng bão tố. Ồ chỉ đấm không đã chết rồi. Tiếp tục vào. Anh chàng gì đây? Rất nhiều nhân vật lạ. Ta gần ghê luôn. Lại gặp Storm. Mình đánh ở trên PC mình sẽ khó không giống như đánh ở trên PlayStation. Ồ cây ồ giết hai chiến binh mỗi chiến binh 200 máu. Cái này hút lít hút rồi. 3 sao bạc lít hút. Lít hút đấu với Void D. Hai bên đều người rất là đoán. Và 18 sao máu. Đánh liên tiếp luôn. Đánh liên tiếp luôn. Ôi. À trời.
tin rào phép rồi, rào phép rồi, chết luôn đi. Rào phép cũng không làm gì ta, 5 hit. Lại một đơn vật mới, quân phu. Đấy, toàn những anh chàng được tác giả Marvel sáng chế ra, còn cũng có cánh luôn. À, đánh cắt à, đều đánh cắt à, đều đánh cắt à. Người bằng cắt để đã keng 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 keng. À, lại gặp lại Gwyn Pol. Cô nàng có 2 thanh kiếm rất xinh xắn nhưng đành phải tiêu diệt. À, cậy quốc kiếm, cậy quốc kiếm à, cậy quốc kiếm à, diệt luôn, không thể để sát thương mình quá nhiều rồi. Boss chưa? À, chưa gặp boss. Gặp thằng nào đây? Thằng này mình sẽ đánh dai dẳng, mình không cho sự tin bá đạo nữa. Xem là đánh được bao lâu. Sun Post. Đấu với Vision. À, đây là đỡ. Ok. Đấu tay mòn, ui trời, ui trời, ui trời, ui trời. Đánh quá đơn giản luôn. Nên mình không ấn skin ấy. Và nhiên cho ghi dựng là đánh đấm bình thường. Mình không ấn chuột. Ấn chuột là sẽ đỡ. Ok, đã gặp boss. Và đây là ai đây đã gặp boss này. Sanic. Đấu với Polic. Đủ các nhân vật luôn. Đầu tiên là Storm, sau đấy đến YB và bây giờ đang hít đấu với mọi người. Dồn vào chân tường đánh ạ. Đánh mình dồn vào chân tường. À được. Úi trời. Điên hoàng chức. Ok. Đã đảo đi ạ. 100%. Chẳng được cái gì nào. Open.